bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Cuộc đối thoại giữa cáo và sói hoang. Hiểu được tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng lên 90%. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu rộng bấy nhiêu. Chúng ta phải có cho mình một tâm thái lạc quan, khắc phục sợ hãi, dũng cảm tiến về phía trước, nhận thức được chính mình, chiến thắng chính mình. 1. Thay vì ca thán, chi bằng thay đổi. Lại là một mùa mưa, cậu con trai buồn chán nhìn ra ngoài trời mưa lầm thầm, miệng oán than. Ông trời thật không có mắt, mưa suốt mấy ngày rồi, cũng nên tạnh đi chứ. Phòng ngập nước, thức ăn sắp hỏng hết rồi. Còn quần áo mặc trên người cũng toàn đổ ướt, có phơi cũng chẳng khô. Ông trời ơi, ông nói xem, ông đang làm cái gì vậy? Đúng là trời không có mắt mà. Đúng lúc này, người cha đi làm về, toàn thân ướt nhẹp. Vừa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng cậu con trai oán trách. Người cha vừa thay quần áo vừa nói với con: "Này, con mắng ông trời như vậy, đợi 2 ngày nữa ông trời kiểu gì cũng bị con mắng cho ức chế, sau này nhất định sẽ không mưa nữa, con vui chưa?" Cậu con trai nói với người cha rằng: "Ông trời còn lâu mới tức, ông ý căn bản là không nghe thấy tiếng con mắng." Người cha không nhịn được cười mà nói: "Ô, thế con biết là mắng ông ý cũng chẳng được tác dụng gì, sao còn làm cái chuyện ngu ngốc này?" Người cha lại tiếp tục khuyên con trai mình: "Trai ngốc, thay vì ngồi đó mà mắng mỏ, chi bằng mau đi sửa lại cái chỗ rột, rồi đi nhóm lửa cho hong quần áo và nấu cơm. Sửa lại cho tốt để tối còn ngủ cho ngon." Cậu con trai định nói lại nhưng khựng lại không nói nên lời. Bài học rút ra là: rất nhiều người giống với cậu bé trong câu chuyện vừa rồi, luôn ca thán môi trường khách quan bên ngoài nhưng lại rất ít khi yêu cầu bản thân, thường quên đi trách nhiệm mà mình nên gánh vác, quên đi mục tiêu cuộc sống. Không ai có thể vạn sự như ý, nhưng ai cũng có thể phát hiện ra vấn đề, giải quyết vấn đề. Đây mới chính là ý nghĩa và giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Câu chuyện thứ hai, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Ngày xưa, có một ông họa sĩ. Ông muốn vẽ ra một bức tranh mà tất cả mọi người đều yêu thích. Sau vài tháng làm việc vất vả, thì ông đem bức tranh này ra ngoài trưng bày, đồng thời vẽ một nét bút lên bức tranh để lại lời nhắn: "Khán giả thân mến, nếu bạn thấy bức tranh có nét bút nào thừa thãi, hãy chỉ ra, đồng thời để lại ký hiệu lên đó." Buổi tối, khi mà lấy bức tranh về nhà thì ông phát hiện ra cả bức tranh toàn là ký hiệu. Không có một nét vẽ, nét bút nào là không bị chỉ trích. Trong lòng người họa sĩ này hết sức không vui. Ông ta rất thất vọng về lần thử nghiệm này. Ông quyết định là thử sang cách khác. Lại tiếp tục mang bức vẽ y hệt ra triển lãm, nhưng lần này ông yêu cầu mọi người để lại ký hiệu vào nét vẽ mà họ cảm thấy yêu thích nhất. Kết quả là tất cả những nét vẽ đã từng bị chỉ trích giờ lại đều được khen ngợi. Người họa sĩ cảm thán nói rằng: "Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra." Bài học rút ra ở đây là: con người trong quá trình làm việc sẽ luôn phải đối mặt với rất nhiều lời phê bình và chỉ trích. Mỗi người có một lập trường khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Bất luận bạn làm thế nào, bạn cũng không thể có được sự hài lòng của tất cả mọi người. Vì vậy, làm việc cần phải có chủ kiến riêng. Nếu bạn cho rằng mình đúng, vậy thì hãy cứ tiếp tục kiên trì, đừng bị lung lay bởi ý kiến của người khác. Đừng bao giờ có suy nghĩ mình sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Câu chuyện thứ ba, sống yên ổn cũng phải nghĩ tới ngày an nguy. Trên bãi cỏ, có một con sói đang cố gắng mài răng. Con cáo trông thấy để nói với con sói rằng: "Thời tiết đẹp như vậy, mọi người đều đang vui chơi nhảy múa, cậu cũng tham gia cùng chúng tôi đi." Sói không lên tiếng, lại tiếp tục mài răng, mài cho răng của nó thật nhọn, thật sắc. Thế thì cáo mới tò mò rằng: "Ờ, rừng vắng như vậy, thợ săn và chó lợn đều đã về nhà hết rồi, hổ cũng không còn ở gần đây, không có bất cứ nguy hiểm nào quanh đây đâu, sao cậu cứ phải ra sức mài răng như thế?" Sói dừng lại và đáp: "Tôi mài răng không phải để cho vui. Cậu nghĩ xem, nếu một ngày nào đó tôi bỗng nhiên bị thợ săn hoặc hổ truy đuổi, vậy thì lúc đó tôi mài răng có còn kịp hay không? Bây giờ tôi mài răng sắc một chút, sau này có cái bảo vệ mình vẫn tốt hơn." Bài học rút ra là: làm việc gì cũng phải liệu trước tính sau. Có đang sống yên ổn thì cũng phải nghĩ tới ngày lâm nguy,
Có như vậy thì mới không phải ở trong tình cảnh nước đến chân mới nhảy. Bình thường mà không tự rèn luyện bản thân, trau dồi thêm kiến thức, đợi tới lúc cần dùng thì có ôm chân Phật cũng chẳng còn kịp. Có rất nhiều người ca thán không có cơ hội, nhưng lúc cơ hội đến lại phải từ bỏ vì bản thân không tích lũy đủ học thức và năng lực. Đến lúc này chỉ còn biết ngồi đó mà hối hận. Câu chuyện thứ tư: giếng không biết bản thân chứa bao nhiêu nước. Tê bị chuyển công tác tới một thôn làm thôn trưởng. Thôn này là một thôn nghèo, tồn tại rất nhiều vấn đề mà Tê cảm thấy không đủ tự tin để gánh vác, nên đã nói dối rằng nhà có việc, muốn xin về quê. Hôm đó, cha Tê đang tưới nước ngoài vườn, thấy con trai về, ông biết Tê đang gặp phải chuyện khó nên vừa mới tưới nước, vừa nghe Tê tâm sự. Sau khi đã hiểu ra câu chuyện thì người cha nói: tại sao con không dám thử? Tê trả lời: con sợ mình không đủ bản lĩnh. Sắc mặt người cha trầm lại, nghĩ rất lâu, ông kể chuyện ngày xưa với Tê rằng: lúc cha lấy mẹ con ấy, ông và bà con đều đang mắc bệnh. Ba thì không dám lấy vợ, sợ không gánh vác được gia đình. Cho đến lúc mà con lên cấp 3, nhà mình nghèo, bà suýt chút nữa đã bắt con phải nghỉ học để đi làm. Còn bây giờ thì sao? Mọi thứ đều đã rất ổn thỏa. Tang lễ của ông con đã đâu ra đấy, máy gặt máy cày nhà mình cũng đã mua được, sức khỏe bà con cũng tốt hơn nhiều. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu chuyện khó khăn chúng ta đều vượt qua được hết. Tầm nhìn của một người luôn bị chuyện khó che lấp, bản lĩnh của họ cũng vậy, cũng luôn bị chuyện khó làm khó. Người cha dừng tay chỉ ra phía xa nói: con xem cái giếng kia, hơn 300 mẫu đất xung quanh mỗi năm đều được tưới nhờ nước từ trong cái giếng đó. 30 năm rồi, không biết đã múc lên được bao nhiêu nước. Cái giếng ấy, bản thân nó cũng không biết mình chứa được bao nhiêu nước đâu. Tê nghe xong lời cha, lập tức sắp xếp hành lý, quay trở lại đảm nhiệm chức vụ thôn trưởng. Bài học rút ra ở đây là: tâm lớn bao nhiêu, sân khấu rộng bấy nhiêu. Chúng ta phải có cho mình một tâm thái lạc quan, khắc phục sự sợ hãi, hạ quyết tâm dũng cảm tiến về phía trước, nhận thức chính mình và chiến thắng chính mình. Như Nguyễn theo Trí Thức Trẻ, cafebee.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.